Rồi, thôi kệ nó đánh chó cho chồng bà cô chú nha chứ nè. Chào con bà cô chú. Đánh tay lại coi. Ừ, ba chị sáng ra ngủ dậy đã làm việc rồi mọi người. Mới sáng ra là uống một cái chai Pepsi. Hello Tên nè, Tên xin chào bà cô chú hay Tên? Chị nói. Con không biết nói. Thì con hay nói rồi đó, xin chào ông bà cô chú. Xin chào ông bà cô chú. Thôi nữa. Xin chào ông bà cô chú. Hello chị chơi. Hello. Xin chào ông bà cô chú hay chị? Xin chào con bà cô chú. Hello Honey. Xin chào con bà cô chú. Hello. Where's the key? Xin chào cô chú chị ha. Bây giờ Kim sẽ dẫn Tony đi thăm nhà ông bà nội của Kim. Là chị Chi đó nè. Ba của Chi đi về mấy ngày nay học lái xe máy hả cô chú anh chị. Mấy ngày nay Kim về Kim mệt quá, Kim không có quay đó. Thì hôm nay Kim mới quay nè. Em Chi đang ngồi đây. Bây giờ ba Chi sẽ chạy xe máy chở hai mẹ con đi lên nhà ông bà nội. Let's go. Bây chi? Bây chi? Con về nào mới về nãy. Một tháng nữa không mới về. Một tháng là giờ bên tỉnh luôn á hả? Dạ. Giờ ở với cha hai người đi thành phố. Con ở đây không? Bà nội ốm quá, bữa nay bà nội ốm. Ông nội. Cái đánh đát. Cái đánh đát. Cái đánh đát. Đây là nhà ông bà nội của Kim. Mà ông nội là thương binh đó. Ông nội là thương binh. Ở đây người ta làm cái nhà tình nghĩa người ta tặng nè. Mà thay vì mình có cái nhà rồi người ta sửa nhà lại cho mình, người ta không sửa mọi người. Mà người ta phải xây thêm một cái nhà ở ngoài đây nữa. Cái nhà này thì mới xây nè. Kim lúc trước là Kim ở đây là chưa có xây. Đi rồi thì mới xây. Đây là được cái nhà tình nghĩa của nhà nước tặng là ông nội của Kim thương binh ha. Trong nhà cũng không có gì. Như là xây cái nhà thôi, còn chưa có tô nữa nè. Nó vậy thôi đó. Mái tôn. Nhà nội là cái bản đó. Rồi con mới thấy rồi đó. Này là nhà cũ. Dạ. Nhà nước cho chỉ có 60 triệu thôi mà làm cái nhà nó tám mấy lần đã. Đã gia đình thương binh liệt sĩ rồi mà còn phải bù tiền vô làm hết hai mấy triệu nữa cái nhà này nè. Thay vì cái nhà cũ mình có thì cho tiền sửa đi, không cho sửa. Bài vẽ ra ngoài làm xây thêm cái nhà không đủ tiền. Rồi mắc người ta bù vô nữa, thương binh lãnh tháng có nhiêu tiền mắc bù thiệt tình. Just went up to Chi, went like this, went. À này là ông qua bên tỉnh qua thăm ông nội hả? Đây là hình của ông nội lúc còn trẻ. Ông nội lúc còn trẻ là hình thương. Ông nội là thương binh. Tony muốn đi tham quan nhà bà nội nè. Đây nó mới hỏi mấy cái hũ này để làm gì quá trời. Ở dưới quê Kim là ngày xưa là có hay để mấy cái này gọi là cái lơn nè. Cái lơn để đựng nước mưa đó mọi người. Xong rồi nấu nước mưa uống. Mà vẫn còn tới bây giờ luôn. Nhưng mà đừng look around anh đi. Cái máy giặt mà để cao quá trời không. Cái nhà bếp. Ủa cái này đang nấu gì nè ông nội? Thôi xong chưa? Thôi khép giờ. Không luộc trứng. Đi ra ngoài vườn ngoài xa hả mọi người? Đây là đúng là chắc quê luôn. Chắc quê cái nhà tắm ở trong đây. Đi đợi. Đi đợi hả? Đi đợi. Đây ngoài đây là ngoài vườn. Ngoài vườn ông nội cũng có rau quá. Chừng này rau mồng tơi này, rồi mồng tơi đỏ nó dây leo nè mọi người. Đây, đi ngoài nha. Sao vậy? Ủa ông mặt cọc mà. Ủa vậy hả? Ừ, kẹo ông, quá luôn. Ra cắn sừng cái mặt. Ừ. Ủa ông, kêu ổ ông về. Ủa quê đi. Nè. Ủa hả? Đặc sản Bến Tre, về Bến Tre là có dừa ha.
Bà nội khỏe không? Bữa nay bà nội ốm quá. Ốm ăn được rồi. Ăn không được hả? Ngày bà nội ăn nhiêu? Ăn có bữa có chén cơm linh linh. Ngày chắc phải nấu cháo ăn quá. Nấu cháo thịt bò, thịt heo gì, thịt bằm, nấu cháo tép đâu gì đó. Be careful kissing that cat. Bò không ăn. Bò đâu có ăn được. Trời. Chị chút chút chút. Gà giờ thống ăn này bò không ăn, ăn gì, ăn cá tép không? Bây chi? Bây chi? Chị nó uống với con rồi, chị nó uống. Bây chi? Yeah, some coconut water. Have some more. Giờ là phải ăn mặn bổ dừa. Đây rồi, đây. Đang lâu quá tao đâu có ăn. Cái dừa nó mới ngon rồi mọi người. Cái gì ta này ngon làm gì? Coi nè. Thấy đâu? Hả? Ăn trái không? À. Ăn. Lấy đi, lấy muỗng ra nạo thôi. Nạo bỏ vô nước dừa. Trời cái này. Cái dừa này nạo bỏ vô nước dừa xong rồi chan cơm ăn á. Ăn cơm với thịt kho quẹt hay là cá kho quẹt gì đó, ngon cực kỳ luôn. Khế hả cô chú anh chị, khế này ở bên Anh là bán 3.50 đồng một trái. Bữa Kim đi luôn Linh Đình Kim thấy bán 3.50 đồng một trái là khoảng 105.000 một trái đó mọi người. 105.000 Việt Nam mình đó, mắc thấy ghê chưa. Ở bên này rụng đầy cây luôn nè, có ai ăn đâu. Đây, đây, ở đây. Có, ta ừ, đây ai đâu mà mua bán. Gất kìa. Trái gất quá trời luôn nè. Trái gất này chín rồi nấu xôi. Thì một bịch khế nè mọi người. Chi Chi nè, ba cái đứa này nãy nó ôm con mèo. Ôm con mèo thì nãy giờ Chi về đây nắng nóng đổ mồ hôi. Ô, cô chú. Cô chú ơi, Chi nó đổ mồ hôi ướt nhẹp cả ngày luôn. Cái gì vậy trời? Bây giờ Tony sẽ lên nhà ngoại của Kim nữa. Nhà ngoại nhưng mà ông bà ngoại đã mất từ lâu rồi mọi người. Thì có các cậu sống ở đây. Từ nhà nội lúc nãy đó là lên tới nhà ngoại nè. Cách nhau không tới 5 phút đi xe máy chậm chậm nè mọi người. Rất là gần luôn. It's a lizard look. Đây là nhà cậu. Cậu ba của Kim là em trai của mẹ. Ở nhà quê lúc nào cũng có trái cây hết trơn. Mọi người đây dừa éo, một buồn chuối nè. Trời ơi rau quá trời, rau má, đậu bắp, mướp, cà chua, củ sắn. Ở bên đây có trái mãng cầu nè cô chú anh chị. Mãng cầu chứ lê kima, mà trước có lê kima nè. Mà Kim không biết ăn lê kima nha. Cái mắng cầu này chín mềm ngon. Cái này dầm nước đá ăn là ngon dữ lắm luôn. Đây là cái chỗ rửa chén nè mọi người. Ở dưới quê là có xoay cái gì đó. Ở ngoài đây có cây cầu tiêu nha. Đặc sản miền Tây thôi mọi người là cây cầu cá. Đi đợi à, đi đợi. Trùng dê. Đây là cây vú sữa nè cô chú anh chị, vú sữa bây giờ. Hôm nay this is the name of this. Vú sữa. Vú sữa. Vú sữa? Yeah. No tree. Vú sữa nè, có bông quá trời luôn, ngốc trái nhiều dữ lắm. Ở đây có cây me này là cây me cổ thụ ha cô chú anh chị, sắc lâu dữ lắm, hơn 100 năm rồi. Đây mấy cái bụi môn gì mà nó to dữ thằng luôn nè. Dừa. Ở ngoài kia có cái miễu. Cái miễu ở nhà xây miễu, miễu lâu dữ. Ủa trời, cái chiếc xe máy này bỏ đây hư luôn rồi cô ba. Bỏ luôn, không bán cho chai luôn hả? Đây là ngày xưa cậu Kim nuôi gà nè mọi người. Nuôi gà mà bây giờ cái nhà nó hư bỏ luôn, không nuôi gà nữa đó. Gà mà làm xây thấy ghê chưa, xây ô là nhốt con gà trong đó hả cô chú anh chị. Trời ơi. Dừa ở dưới quê là đứng ở dưới đất hái luôn. Không cần phải leo hết mọi người, đây là bưởi da xanh nè. Ở nhà cậu Kim trồng bưởi da xanh với trồng cam, trồng quýt nhiều dữ lắm luôn. Chồng bán đó cô chú anh chị. Ở ngoài đây ớt. Đây nè, ớt hiểm này là tự mọc hả mọi người. Ớt này là không có trồng được luôn á, tự mọc. Chim nó ăn đó rồi nó ỉa ra. Nó ỉa ra cái hột này là nó mọc cây lên. Cái ớt hiểm này ăn rất là thơm luôn.
Cái khiểm này là không ai trồng được, cái tự nó mọc á. À, cái trái này, trái gì quên. Trái này trái gì con quên nè cậu ba, cái trái nhỏ nhỏ nè cậu ba. Hả? Bùm chụm hả? Trái bùm chụm, cái trái cái tên nghe, mắc cười quá. Cái trái nhỏ nhỏ nè, nhỏ xíu hà nha. Đây trái chín này nè. Nhỏ xíu à. Hồi nhỏ Kim hay hái cái này ăn lắm. Ăn nó cũng ngọt ngọt ha. Nó có cái hộp ở trong nè, có chút chiếu à. Hồi nhỏ mình đi chơi đi phá đó, thằng hay hái đây nè, nè có nè. Có chút chiếu nè. Trái bùm chụm. Sao Kim quên lâu quá Kim không nhớ cái tên, mà giờ nghe cái tên nó ngộ quá. Đây là nhiều quá trời, cái bùm chụm. Nghe cái tên mắc cười á. Đây nè, cậu ba Kim trồng cây kiểng quá trời, mấy cây mai trắng nè. Cây mai chiếu thủy gì đó. Ở trước nhà Kim có đó, là cậu ba cho đó. Cậu ba cho cha đem về dưới trồng đó, là cha Kim cũng trồng cũng lâu rồi đó, bây giờ nó lớn rồi. Đây nè, cái ớt này quá trời trái nè, mọi người hái. Cái ớt hiểm nè ha. Chín quá trời luôn rồi nè. Trời ơi, cái ớt hiểm này nó ăn nó thơm lắm mà nó cay lắm ha mọi người. Để Kim hái một mớ bỏ túi. Ớt này nó tự mọc á. Người ta nói gà tìm ớt hiểm là tìm cái ớt này ha cô chú anh chị. Hai lá ớt á. Chứ ớt này đâm muối ớt ăn nó thơm lắm. Nhiều quá nè, thấy mê chưa. Mà cái cây này nó cũng bự dữ lần rồi nè, nó cao quá trời. Tony kêu thôi đi vô đi, anh đang đứng đợi để xuống thăm mộ của mẹ Kim. Để xuống thăm mộ mẹ. Thôi hái nhiêu đây thôi, ít thôi. Mai mốt mình lên hái nữa. Cay lắm. Đây là cái nhà phía trước. Ở dưới quê á, cái quê Kim thường mà người ta có xây cái nhà mới ha. Xây cái nhà đây nè, quá trời đất quá đất. Ở đây có bạc hà nè mọi người, quá trời bạc hà nè. Xây cái nhà quá trời quá đất nhưng mà không có ở mọi người, giống như là để thờ phụng vậy thôi à. Giờ có cái phòng ngủ thì tối ngủ đó, nhưng mà ban ngày vẫn ở dưới cái nhà cũ này hả cô chú anh chị. Cái nhà này giống như là để nấu ăn á, có cái bếp nấu ăn rồi ngồi đây uống trà nè. Có khách vô tiếp khách ở đây luôn, ngồi đây mát. Chị có đi chơi không? Chị ba kêu đi 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 xuống thăm mộ ngoại, có thăm mộ ngoại cái lên. Dạ. Âm hiền. Let's go chị. Chị nắm tay ba đi. No. No thôi đi. Kim ra thăm mộ mẹ. Mộ mẹ thì ở trên giường của mấy cậu ha. Mẹ Kim mất hôm nay cũng được 7 năm hơn rồi đó cô chú anh chị. Chị chừng xịn đất không á chị? Đi bên đây nè. Này vườn thì có cam với bưởi. Cái mộ này có ổ ong nó bay vô trong đây luôn. Đây là mộ của cậu Út. Coi chừng như con nhìn dưới đất kìa. Ướt á, ngoài đây xình không? Vườn cam, vườn bưởi ngoài đây hả cô chú anh chị? Cái này là mộ ông ngoại nè. Đây là mộ của mẹ nè. Đây. Lên đây mộ bà ngoại nè. Ở xung quanh là cam bưởi quá trời nè. The picture, see? Look up. Cam bưởi quá trời đó. Rồi đây mấy cây bưởi này. Mấy cây bưởi này là cũng lâu năm rồi hả cô chú anh chị, cái gốc nó rất là to luôn nè. Honey, the big jackfruit. Chị say bưởi. À, chị đây con cây bưởi lụng nè chị nè. Nè, đây nè. Cái bưởi lụng đây nè. Honey, who are these other people buried here then? All in the family, honey. Well, do you know who though? Who? I don't know. Đây là cái vườn bưởi của nhà cậu Kim hả cô chú anh chị, tất cả đều là bưởi da xanh hết đó mọi người. Ở đây rồi dài xuống cái khu dưới kia luôn mọi người, rồi xuống đó rồi dài xuống kia rất là lớn, cái vườn rất là lớn, mình không có đi hết luôn. Cái này một mình Kim là Kim không dám đi luôn cô chú anh chị, tại vì cái vườn nó rất là rộng, mà xung quanh bên đây là giống như cái con kênh rạch nước đó, và đây là có dừa nước rất là nhiều nè mọi người. Hai cha con đang chụp hình hả cô chú anh chị, cái vườn bưởi này nhìn là đà. Bây giờ là chưa có tới mùa chín hả cô chú anh chị.
rất là nhiều luôn nè. Mai mốt mà nó to lên, nó ham, cái chả quả này nó bự lên nè, nó chín nè, nhìn mê lắm mọi người. Với lại cái bưởi mà nó ra bông á, cái nó đậu trái nhiều á, mình phải hái bớt mình bỏ đó cô chú anh chị. Mình chừa lại một chùm bao nhiêu trái thôi để cho nó nuôi cái trái mới lớn, chứ mà mình để nhiều trái quá là nó sẽ bị nhỏ đó mọi người. Okay. Ở dưới nữa nhiều lắm, nhưng mà thôi bây giờ mình đi lên trên. Ở dưới này có rau bù ngót quá trời luôn kìa. Ơi, đi lượm trái bưởi đó không? Mẹ. Hả? Ok, nè chị cầm trái bưởi này đi. Rồi đi. Mẹ. Hả? She's very sick. Chi nó hỏi nhiều quá trời, nó hỏi sao bà ngoại chết nè. Này. Honey, it's good, honey. The free aircon. Yeah, but how do you wash your bum? The paper, the tissue. You have to bring the tissue with you. So, newspaper. Yeah. But sometimes the people they use the banana leaf. Thank God. And then you know what's down there? Yeah. What? It's the drinking water. No. What is it then? Fish. Fish. Yeah. Well, they like to cook. Hey. Go ahead. Go ahead. Can I try it? No, I'm not doing it. No, probably. Just stand inside. Stand inside. Yeah. Can you go in or not? Sit down, see how. See how is it? How? Like Kim Yun. Hi. Cây mít tố nữ nè mọi người ơi, chín. Chín thơm phức luôn. Chín cây luôn ha cô chú anh chị. Trời đã quá nhỉ. Trời luôn. Nghe bọc bọc. Mình mềm chín. Trái nó mọc ở dưới gốc luôn á. Ừ. Nhiều quá đây chắc không có ai hái ăn nè. Ai đâu mà ăn. Quá trời quá đất luôn. Bập bập là chín rồi. Ui đây nữa nè. Ừ. Đã quá. Trời thơm, đứng đây mà nghe thơm quá trời luôn nè. Ở dưới đây có không? Chín tới dưới đất luôn nè mọi người, quá trời luôn, nó trồng ở dưới đất luôn. Trời, cái nhánh ngoài đây mà nó cũng có trái nè, nó mọc cái nhánh nó mọc lên từ cái rễ đó. Nằm dưới đất luôn nè, quá trời. Thơm quá chừng thơm luôn. Ở trên cao đó làm sao mày được, có mấy trái này nó nở muối hết trơn rồi nè. Cái trái này vàng vàng nở muối nè, em đập lên đây thử coi. Cái trên đó, cái trên đó. Cái bên. Như cái này nè. Em nghe nó bịch bịch nè. Ừ, chọt luôn. Tại sao chọt? Chọt nó rụng cái trái này luôn á. Không sao đâu, để cho nó móng nó. Ơi cho nó chín nữa rồi. Chín quá trời cô ơi, không ai hái cô ơi. Quá trời đã luôn. Thơm quá trời thơm luôn á. Đứng ngay góc mít. Bên đây nè cô ơi. Chùm chùm luôn từ trên dưới đất, từ dưới gốc lên tán ngọn luôn, quá trời mê, thấy mê quá. Hả?
mới ra vỏ bạch bạch sơ sơ mấy cái được một đống mít đây nè mọi người. Không, chứng đi chứng về luôn á, chứng một đi đi về chắc nghèo luôn. Chắc 5 năm sau mới về nữa. Nó chín quá luôn rồi. Kéo cái cùi ra. Kéo cùi ra. Trời ơi, thấy mê chưa? Thơm quá chừng, thơm nước mũi luôn. Hello bạn trai. Durian. No. Need some here, jackfruit. Jackfruit. Go on, wanna try it then? How is it? Good. Sweet, good. Ngon. Ngon quá. When they say it, ngon quá, mean delicious. Are you joking? Huh? Got a nut in it. Yeah. No good. Good, say ngon quá. Ngon quá. Ngon quá, yeah. Ngon quá. Yeah, look honey. How many of them, look. Chị Chi. Kêu Chi ra đây khỏi. Wow. Cái này là phải thăm lên tới trên luôn rồi tư mà. Con bò. Yeah. Got the baby. Con bò con á. Con hai ngày đi quay giúp. Con hai quay rồi, con ăn đi. Ngon. Đúng yeah. Bạch là chín, bạch là chín. Đây có cây lê kima này cô chú anh chị. Mọi người có ai biết trái lê kima không? Con bò nó đói bụng rồi. Nó vàng vàng rồi nè, nó hừng hừng. Em coi có trái nào chín không hả chị? Trái đây nè. Cái lê kima nè, quá trời luôn. Rồi nó vẫn còn bông nữa nè mọi người. Rồi nó hừng hừng cái nó quá trời kìa. Quá trời cái lê kima. Rồi nó chín nó nứt. Wow, nhìn ngon quá à. Nhưng mà mình không thích ăn. Sao vậy? Chi nó ngủ rồi kìa.